Ronaldo không chỉ là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, mà còn là một trong những người giàu nhất thế giới. Thành công trên sân cỏ đã giúp Ronaldo nâng cao giá trị bản thân và nhờ đó anh cũng kiếm được những khoản tiền béo bở. Kiếm tiền nhiều thì dĩ nhiên Ronaldo cũng tiêu tiền như nước. Cùng điểm qua những khoản chi tiêu có phần hoang phí của CR7. Bộ sưu tập siêu xe. Là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới, không khó hiểu khi Cristiano Ronaldo sở hữu dàn xe sang trị giá tới 18 triệu đô la Mỹ. Ronaldo tự hào sở hữu hơn 20 chiếc xe sang, nhiều hơn cả bộ sưu tập của đại kình địch Lionel Messi, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron và Bugatti Santorini, 13,2 triệu đô la Mỹ. Những chiếc xe đắt nhất của Ronaldo chắc chắn là bộ ba Bugatti, gồm Bugatti Santorini, Bugatti Chiron và Bugatti Veyron. Trong đó Bugatti Santorini là chiếc đắt nhất với giá 9,9 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là Chiron giá 2,15 triệu đô la Mỹ và sau đó là Veyron trị giá 1,7 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra còn có những chiếc khác như McLaren Senna 1 triệu đô la Mỹ, Rolls-Royce Phantom và Rolls-Royce Cullinan 1,3 triệu đô la Mỹ, bộ ba Ferrari 995.000 đô la Mỹ, Lamborghini Aventador LP 704 318.000 đô la Mỹ, bộ đôi Bentley 531.601 đô la Mỹ, Aston Martin DB9 200.000 đô la Mỹ, Maserati Gran Caprio 140.000 đô la Mỹ. Du thuyền sang chảnh. Ronaldo lại một lần nữa khiến các fan hâm mộ ngẩn ngơ vì mức độ chịu chi sang chảnh khi mà dốc hầu bao mua về siêu du thuyền Azimut Grander với mức giá lên tới 5,5 triệu bảng Anh hồi năm 2020. Được biết, siêu du thuyền này dài tới 88 feet cùng đầy đủ tiện nghi sang trọng khó cưỡng. Bên trong du thuyền có tới 5 cabin lộng lẫy, 6 phòng tắm trang hoàng hiện đại, kèm theo một phòng ăn đẹp long lanh. Ngoài ra, nơi đây còn có cả hệ thống bếp tiện nghi, hai khu thư giãn cùng một khu vực nghỉ ngơi theo phong cách quý tộc sang chảnh. Trước khi tàu được du thuyền Azimut Grande về tay, Cristiano Ronaldo thường phải thuê chiếc Africa 1 để đưa gia đình đi nghỉ dưỡng. Giá thuê chiếc Africa 1 cũng lên tới 200.000 đô la Mỹ, hơn 4,6 tỷ đồng mỗi tuần, nhưng mà dĩ nhiên, con số này không thể làm Cristiano Ronaldo chuồng tay. Tàu phi cơ riêng. Khi còn thi đấu cho Real Madrid năm 2015, Ronaldo đã bỏ ra 20 triệu bảng mua chiếc Gulfstream G200 để phục vụ việc đi lại thường xuyên giữa câu lạc bộ và gia đình tại Bồ Đào Nha. Từ đó tới nay, chiếc phi cơ đã đồng hành cùng CR7 và gia đình trên nhiều hành trình xuyên suốt châu Âu. Ngoài ra, Ronaldo còn sở hữu chiếc Gulfstream G650 trị giá 64,5 triệu đô la Mỹ. Đây là mẫu máy bay mới nhất của hãng Gulfstream được ra mắt năm 2012. Ronaldo từng sử dụng mẫu máy bay này trong chuyến quảng bá hình ảnh tại châu Á vào năm 2019. Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ. Ngôi sao sân cỏ Bồ Đào Nha này còn nổi danh với thú chơi đồng hồ với bộ sưu tập đồng hồ triệu đô. Nếu là một fan hâm mộ của Cristiano Ronaldo thì có thể thấy không ít lần chân sút đắt nhất hành tinh thường xuyên xuất hiện với những chiếc đồng hồ Hublot MB09 Tourbillon Biasis, một trong những chiếc đồng hồ siêu phức tạp của Hublot. Hublot MP09 Tourbillon Biasis là mẫu đồng hồ Tourbillon đa trục đầu tiên của thương hiệu Thụy Sĩ với bộ chuyển động Tourbillon ở vị trí 6 giờ. Đặc biệt, chiếc đồng hồ này của CR7 là phiên bản được đính hoàn toàn bởi kim cương cắt baguette, nạm kính trên lớp vỏ và khung viền benzen. Với sự xa xỉ này cũng là một cách lý giải tại sao siêu phẩm Hublot thuộc sở hữu của Cristiano Ronaldo có giá lên tới hơn 17 tỷ đồng. Có lẽ vẻ đẹp vĩnh cửu trường tồn của những viên kim cương đã thu hút sự chú ý của CR7 khi anh tiếp tục sở hữu chiếc đồng hồ Frank Mueller Sintra Cuvette Tourbillon Series Day với hơn 600.000 viên kim cương cắt baguette nạm kính từ mặt số, phần vỏ cho đến cả dây đeo. Tất nhiên, để sở hữu siêu phẩm đồng hồ nạm kim cương này của Frank Mueller thì phải bỏ ra số tiền lên đến gần 34 tỷ đồng. Còn rất nhiều đồng hồ trong bộ sưu tập đắt đỏ của CR7, nhưng mà đáng chú ý nhất là chiếc đồng hồ anh đeo trước trận đấu tứ kết World Cup 2022 với Maroc. Đó là chiếc đồng hồ Rolex GMT Master 2 Pepsi bằng vàng ánh kim, trị giá 200.000 đô la Úc. Chiếc đồng hồ GMT mang tính biểu tượng của hãng được giới thiệu vào năm 2018. Chiếc Pepsi này có một khung chứa đầy 18 viên ngọc bích màu xanh và 18 viên hồng ngọc, thay vì khung benzen bằng gốm hoặc là nhôm màu xanh đỏ điển hình như các phiên bản trước đó. Điểm đáng chú ý nhất của món đồ đắt đỏ này nằm ở vạch kim. Thay vì các vạch chỉ giờ bằng chữ và số trên khung benzen như bình thường, chiếc Rolex GMT Master 2 Pepsi của Ronaldo có 23 viên kim cương. Bộ phận bảo vệ nấm vặn và quai được khảm 76 viên kim cương cắt sáng rực rỡ. Những căn biệt thự siêu khủng nằm rải rác ở nhiều nơi trên thế giới. Đầu tiên là căn hộ Trump Tower.
Cristiano mua căn hộ trong Trump Tower với giá 18,5 triệu đô la Mỹ cách đây 7 năm, nhưng sau đó phải bán lỗ với giá 7,75 triệu đô la Mỹ do phản ứng dữ dội từ phía người hâm mộ khi ông Trump lên làm tổng thống. Biệt thự hạng sang ở Anderley Edge khi còn đứng trong hàng ngũ của MU, Cristiano Ronaldo đã mạnh tay chi 4 triệu bảng để mua căn biệt thự hạng sang này ở Anderley Edge, Cheshire, thành phố Manchester. Dinh thự ở La Finca. Khi đầu quân cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã chi 8 triệu bảng để mua dinh thự nằm trong khuôn viên rộng gần 3.000 m2 ở La Finca, căn hộ siêu sang ở New York. Cristiano cũng sở hữu căn hộ siêu sang ở một trong những khu rừng bê tông nổi bật nhất trên thế giới, thành phố New York. Căn hộ hạng sang rộng hơn 230 m2 có view tuyệt đẹp nhìn ra toàn cảnh của New York với 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, khu nấu nướng tiện nghi. Biệt thự ở khu Benavente tại quê hương của mình, ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới còn tậu căn biệt thự ở Benavente trị giá 4,5 triệu euro được trang bị các tiện nghi hàng đầu. Biệt thự bỏ hoang trên đồi. Nối dài danh sách khối bất động sản khổng lồ của Cristiano Ronaldo là căn biệt thự 800 m2 có giá 4 triệu euro nằm trên một ngọn đồi có diện tích 5.000 m2 ở phía bắc Bồ Đào Nha. Căn biệt thự nổi tiếng với phòng khách rộng 92 m2, thích hợp cho các buổi tiệc tùng cùng bãi đáp trực thăng rộng 60 m2. Danh thủ bóng đá Bồ Đào Nha rất thích đạp xe quanh căn biệt thự biệt lập này. Tuy nhiên, hiện tại nó đã bị CR7 lãng quên. Dinh thự Riviera Quinta da Marinha. Đây là ngôi nhà của CR7 dự định sẽ ở khi mà về hưu với diện tích lên đến 3.000 m2. Nhà bao gồm một nhà để xe rộng rãi cho hơn 20 chiếc xe hơi, một bể bơi ngoài trời và một phòng tập thể dục, một sân tennis và một loạt các phòng lộng lẫy. Ngôi nhà nghỉ hưu của Ronaldo dự kiến sẽ được hoàn thành vào mùa hè năm sau, hoặc là có thể trễ hơn một chút. Danh sách những căn biệt thự của CR7 vẫn còn dài, nhưng mà thôi, như đó cũng đủ làm choáng người hâm mộ và chứng minh được sự chịu chơi, chịu chi của ngôi sao người Bồ rồi. Mua 15 chiếc điện thoại cho các nhân viên Real. Tiền vệ từng có thời gian thi đấu cho Real Madrid, Kaká, kể về người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo rằng là Ronaldo đã nhờ người mua 15 chiếc điện thoại di động để tặng cho các nhân viên phục vụ đội bóng. Có thể thấy ngôi sao người Bồ cực kỳ tốt bụng, nhưng mà tốt bụng kiểu này thì trước tiên phải giàu đã à ngang. Nhưng mà cũng không quá bất ngờ, còn nhớ cựu sao Manchester United cũng từng bo cho đội ngũ nhân viên phục vụ gần 18.000 bảng sau một đêm nghỉ tại một resort sang trọng ở Hy Lạp. Ronaldo xứng đáng là quý ngài lịch lãm và hào phóng, đúng không nào? Mỗi ngày đốt nửa tỷ đồng để mà làm hài lòng bạn gái và bốn nhóc tỳ. Hè năm ngoái, Cristiano Ronaldo, bạn gái Georgina Rodriguez và bốn nhóc tỳ lên đường đi nghỉ hè tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Mallorca. Tại đây, CR7 thể hiện độ chịu chi khi mà thuê nguyên căn villa rộng lớn sát biển của một khu nghỉ dưỡng. Theo tiết lộ của tờ The Sun, số tiền siêu sao Bồ Đào Nha phải bỏ ra lên tới 10.000 bảng một đêm. Chưa dừng lại tại đó, Ronaldo còn sẵn sàng chi thêm hơn 30.000 bảng, hơn 1 tỷ đồng để mà thuê trọn một du thuyền trong vòng một tuần. Nơi đây sẽ là bãi đáp cho những cuộc vui trên biển của CR7 cùng những người thân. CR7 còn trẻ, cái gì vui vẻ thì anh ưu tiên, vậy thôi. Có thể thấy Cristiano Ronaldo với mức thu nhập khủng hàng năm đã không ngần ngại chi tiền cho những khoản mà không ai nghĩ tới. Một cầu thủ giàu có và nổi tiếng như anh thì điều này cũng không có gì là khó hiểu, đúng không nào? Nếu thấy video thú vị, đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.